Xin chào các bạn, hôm nay mình review điểm, đường thẳng, tia. Điểm, một dấu chấm nhỏ, ký hiệu bằng chữ cái in hoa, ví dụ điểm A. Đường thẳng ký hiệu chữ cái in thường hoặc hai chữ cái in hoa. Ví dụ đường thẳng A có điểm C thuộc đường thẳng và điểm D không thuộc đường thẳng. Ba điểm A, B, C thuộc một đường thẳng gọi là ba điểm thẳng hàng. Điểm B nằm giữa A và C. Điểm B và C nằm cùng phía với điểm A. Điểm A và C nằm khác phía với điểm B. Điểm O chia đường thẳng X, Y thành hai phần, mỗi phần gọi là một tia gốc O. Chú ý nếu điểm A thuộc tia O, X ta cũng gọi là tia O, A. Đường thẳng A cắt đường thẳng B tại A. Điểm A gọi là giao điểm của hai đường thẳng. Đường thẳng E, F song song M, N khi hai đường thẳng không có điểm chung. Đoạn thẳng A, B là hình gồm điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A và B. Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là một số dương. Độ dài đoạn thẳng A, B còn gọi là khoảng cách giữa hai điểm.